Chào các anh em, đây là một cây Ataman của một người anh em ở tận trong thành phố Hồ Chí Minh, bản full, người anh em đến mua với tôi. Đây là cây bản full ngắn, đấy, bản ngắn nhất, full ngắn nhất. Người anh em đó có sử dụng đấy là kính Tuji DK Mini, đấy, toàn bộ cây như thế này. Và người anh em đó không sử dụng giảm âm theo cây, mà người anh em đó lấy cái giảm âm với gọi là giảm âm độ một chút. Đó, thì 35. Nó sẽ êm hơn, chắc chắn là sẽ êm hơn rồi. Còn đây tôi sẽ gập lại cho các anh em xem. Dây sạc. Đó. Riêng đối với lại cái bản ngắn này rất là hay. Đấy là cái lẫy này nó không tì vào bình mà nó vào cái phần khuyết cò. Tôi cũng thấy rất là hay, rất là gọn và rất tuyệt vời luôn. Thực sự cực kỳ gọn đối với lại bản ngắn này. Tầm xa đang ăn tốt ở tầm khoảng độ gần 50m các anh em nhé. Cực êm. Đó. Mình cũng nói với các anh em về hình thức giao dịch. Đấy là sẽ có hai hình thức. Có thể là chuyển khoản hết, hoặc là các anh em muốn COD. Đối với những anh em nào mà sợ mình lừa thì COD. COD thì sẽ một bản full như thế này, không kính, là 13. Chuyển khoản hết là 12. Cực đẹp. Rồi, chào các anh em. Hẹn gặp lại clip sau.